là những trái dừa giác vàng đó, và cái những trái dừa này là mình đã hoàn thiện rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước thi công ha. Trước tiên giác vàng thì các bạn hãy vẽ keo lên bề mặt những chỗ các bạn cần thì giác vàng. Và bây giờ thì tới công đoạn giác vàng đó. Thì bây giờ keo đồ nó cũng đã rút thẳng rồi, thì bây giờ mình chỉ có việc là mình giác vàng lên thôi đó. Thì đây là miếng vàng được cán mỏng ra, chúng ta dán lên. Mm-hmm.